Hôm nay thì chúng ta sẽ học cái dao động ký điện tử có nhớ tương tự. Thì những ngày hôm trước ấy, chúng ta đã tìm hiểu là có những cái loại dao động ký nào, cấu tạo và hoạt động của những cái dao động ký tương tự. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cái dao động ký mà nó có nhớ. Thì về cấu tạo của nó, đầu tiên là vào cái phần cấu tạo. Cấu tạo thì nó gồm chủ yếu là cái ống tia điện tử và màn hình của nó thì nó gồm là súng phun tràn, ống chuẩn trực và màn hình 3 lớp. Bộ phận chủ yếu của ống tia điện tử có nhớ ấy, là cấu tạo của ống tia điện tử ấy. Cấu tạo ống tia điện tử. Là nó bao gồm là súng điện tử là một này. Súng điện tử. Bộ phận thứ hai đó là cái phiến đặt làm lệnh, phiến đặt tính làm lệnh. Bộ phận thứ ba đó là màn hình. Đấy. Đấy là cấu tạo của ống tia điện tử. Màn hình của nó là bao gồm là súng điện tử phun tràn, ống chuẩn trực và màn hình 3 lớp. Cái màn hình 3 lớp này thì nó bao gồm là lớp màng kim loại này. Cái lớp kim loại này, lớp phốt pho nhớ này, trong đó cái lớp phốt pho hay còn gọi là lớp lớp nhớ ấy, thì nó được cấu tạo là bằng bằng phốt pho và nó có khả năng là phát xạ thứ cấp cao. Còn cái màng kim loại ấy, nó là một cái màng mỏng dẫn điện và kết tủa giữa màng thủy tinh và cái lớp lớp phốt pho nhớ. Nhắc lại là cái màng kim loại là một cái màng mỏng dẫn điện kết tủa giữa màng thủy tinh và cái lớp lớp phốt pho nhớ. Ống chuẩn trực nó là một cái màng mỏng kim loại bao quanh ống. Là một màng mỏng kim loại. Bao quanh ống. Hai súng điện tử phun tràn, nó là hai ca tốt. Nó là hai ca tốt được nung nóng để làm nguồn phát ra electron có năng lượng thấp. Điện thế đặt ở hai ca tốt này là điện thế đất và điện thế màng kim loại. Nó từ là 1 cho đến 3 V. Hai súng điện tử phun tràn. Là hai ca tốt được nung nóng. Là hai ca tốt được nung nóng. Và nó phát ra electron có năng lượng thấp. Điện thế đặt ở hai ca tốt là điện điện thế đất. Điện thế màng kim loại nó vào khoảng là từ 1 cho đến đến 3 V. Ở đây thì cái nguyên lý hoạt động thì các bạn có thể tra trên trên Google là có liền. Và cái sang một cái phần tiếp theo đó là phần cấu tạo của một cái oscillo. Thì cấu trúc và khả năng của một cái oscillo về ưu điểm thì chúng ta biết rồi. Oscillo nó duy trì hình ảnh dạng tín hiệu trên một cái màn hình. Và với cái thời gian là không hạn chế.
có nghĩa là nó duy trì hình ảnh với thời gian có thể là rất là lâu, tốc độ đọc có thể thay đổi trong cái giới hạn rộng hoặc là hẹp, tốc độ đọc thì có thể thay đổi trong cái giới hạn rộng hoặc là hẹp. Cấu tạo của một cái oscillo nó như thế này. Đấy. Các bạn có thể tìm hiểu ở trên Google có những cái hình ảnh nó đẹp hơn so rất là nhiều so với mình vẽ. Nhưng mà mình vẽ như này cho các bạn dễ hiểu. Ở đây là khi chúng ta mà vào mạch vào thì nó qua cái bộ ADC, tiếp đến bộ nhớ và bộ DAC. Cái bộ nhớ này nó sẽ truyền hoặc là nhận, truyền và nhận cái tín hiệu vào cái bộ điều khiển. Đấy. Bộ điều khiển sẽ truyền tín hiệu đến DAC. Đấy. DAC và ADC nó chính là tín hiệu digital và tín hiệu tương tự và tín hiệu số đấy. Các bạn có thể tra